Hello, xin chào tất cả mọi người. Bên em là Shop Công Tokyo đấy. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một đôi giày đến từ nhà Nike. Đôi này là đôi Nike Air Max SC size 40.5. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây, một đôi Nike Air Max được thiết kế với tông màu trắng, nhưng mà phần logo, các cái phần logo và cái phần đế này thì được đệm thêm màu đen, tạo sự nổi bật cho cái logo của nhà Nike ở trong ở ngoài này. Đôi này thì được thiết kế một lớp da đây, và phần lưới ở trên cũng như là hai bên viền này. Cùng với một phần đế bằng cao su khá là chắc chắn. Đôi này thì có một cái điểm đặc biệt, nó là được thiết kế đế E. Ban đầu thì cái đế E này được thiết kế cho các đôi giày chạy bộ, nhưng mà đã được nhà Nike thiết kế tích hợp lên đôi Air Max này để tạo cho chúng ta sự êm mái, nhẹ nhàng khi mà di chuyển. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đôi này cũng là một đôi của nhà Nike mà được rất nhiều người ưa thích và đặt hàng rất là nhiều. Nếu mà mọi người có nhu cầu đặt đôi Air Max như thế này thì có thể liên hệ với bên em qua đường link ở bên dưới phần mô tả. Mọi người yên tâm là sản phẩm bên em là sản phẩm order Nhật chính hãng, nên là sẽ có tem tác và hóa đơn đầy đủ. Cảm ơn mọi người đã chú ý đón xem ạ.